Mới đây, hai gương mặt nổi bật của The Face 2016 đã có dịp cùng nhau sải bước trên sàn catwalk diện những bộ trang phục thời trang nhất và độ dáng. Khả năng chuyên nghiệp của hai người mẫu này đã thu hút nhiều người trong buổi trình diễn này. Đặc biệt, Lily Nguyễn và Quỳnh Mai là hai chân dài có số đo và chiều cao gần bằng nhau. Vì vậy, nhiều người không chỉ nhận xét về chiều cao mà cả hình thể của hai người mẫu này nữa. Được biết, Quỳnh Mai từng có thời gian phải giảm cân cấp tốc để có thể chu lại được chương trình The Face. Và sau khi kết thúc chương trình, đây là lần đầu tiên cả hai đối thủ đăng ký này mới có dịp đi trên sàn catwalk cùng nhau.